Hello, grade 3. This is Mr. Tyrone explaining for you what to do for your extra practice English. Remember, your work should be done by 8th of April. Chúng ta sẽ luyện tập thêm về cách viết câu hỏi yes or no và câu trả lời cho câu hỏi yes or no. Cho những hành động xảy ra ở nhiều thời điểm khác nhau, bao gồm luôn cả những hành động xảy ra từ quá khứ cho đến hiện tại. Đầu tiên, chúng ta sẽ ôn lại các loại động từ. Chúng ta có 3 loại động từ. Động từ thứ nhất được sử dụng cho thì anytime. Ví dụ, chúng ta phải chia động từ theo chủ từ đứng trước nó. Đó là he, she và it. Ví dụ ở đây chúng ta có động từ là have, nhưng he has, she has, it has. Còn đối với các đại từ I, you, we, they, chúng ta có I have, you have, we have, they have. Đối với động từ ở cột 3, nghĩa là những động từ này các con phải thay đổi. Có một vài hình thức thay đổi động từ cũng giống như động từ ở cột 2. Chúng ta có động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc. Thì đối với động từ ở cột 3, chúng ta phải sử dụng ở phía trước động từ, đó là have và has. Quy luật vẫn như cũ, đó là he, she, it, has. Are we, you, they, have. Đối với động từ chính đi sau đó, cái con phải chia ở cột thứ 3, nghĩa là cái con phải học thuộc những động từ đó. Chúng ta có ví dụ: he has eaten, she has done, it has mopped, I have eaten, you have done, we have mopped, or they have mopped. Đối với eaten và done, đó là những động từ bất quy tắc mà chúng ta phải học thuộc. Còn đối với mopped, đó là những động từ có quy tắc. Và chúng ta sẽ căn cứ theo những quy luật khi thêm ed vào, cũng giống như động từ cột 2. Chúng ta có 3 loại động từ. Verb 1 dành cho anytime, verb 2 dành cho past, và verb 3 chúng ta phải sử dụng với have và has đứng trước. Đây là những động từ dành cho những sự việc xảy ra từ ở quá khứ và vẫn còn tiếp tục đến hiện tại. Chúng ta có hai ví dụ sau. Set, động từ cột 2 và động từ cột 3 của set giống như nhau. Vì vậy, set là động từ bất quy tắc. Thứ hai đó là water. Chúng ta có động cột 2 đó là watered và cột 3 watered. Cả cột 2 và cột 3 đều giống nhau là chúng ta phải thêm ed, cho nên water là động từ có quy tắc. Kể từ slide này, các con sẽ phải gõ câu trả lời của mình vào. Câu đầu tiên, quy tắc khi làm bài đó là các con sẽ nhìn ở bên trên. Đây là thời gian như thế nào? Đó có phải là before now, now, hay là until now? Thứ hai, các con sẽ nhìn hình. Hãy xem đó là đại từ gì, động từ là gì, và có hay là không. Các con sẽ ghi câu hỏi và ghi câu trả lời của mình.
Câu thứ hai. Câu thứ ba. Câu thứ tư. Và câu thứ năm. Bài học đến đây là kết thúc. Khi các con làm bài xong, các con hãy gửi tin nhắn cho thầy Jeremy ở trên Class Dojo để cho thầy biết là các con đã làm xong. Good luck, grade 3. See you tomorrow.